Shop Hasaha xin kính chào quý khách. Hôm nay Shop Hasaha sẽ làm một cái video quay trực tiếp để giúp khách hàng phân biệt rõ ràng nhất giữa hai dòng ốc chó Chandler và dòng ốc chó Harley. Đây là dòng ốc chó Chandler nha bạn, còn đây là dĩ ốc chó Harley nhé. Đã có rất là nhiều khách hàng thắc mắc về sự gọi là không phân biệt được giữa hai dòng ốc chó này, nhưng mà thực tế thì các bạn, hai dòng ốc chó này hoàn toàn khác nhau cả về hình dáng lẫn mùi vị của nó nha các bạn. Đầu tiên là chúng ta sẽ quan sát xem cái dòng ốc chó Chandler như thế nào nha các bạn. Các bạn thấy đây là quả ốc chó Chandler. Và các bạn thấy quả ốc chó Chandler thì có hình dạng đó là có hai đầu thuôn gần giống nhau, là nó hình bầu dục như thế này nè. Và khi mà để trên mặt phẳng nằm ngang á thì sẽ hơi khó, bởi vì cái đầu này nó hơi nhọn chứ nó không được bằng phẳng, nên khi chúng ta để trên mặt phẳng nằm ngang rất là khó. Nói chung là khó, hoặc là đứng không có đứng vững và đứng thẳng giống như là dòng ốc chó Harley. Và các bạn thấy đặc điểm của cái quả ốc chó Chandler này á, thì là có cái vỏ ở bên ngoài á thì là màu nâu vàng, giống như màu gỗ tự nhiên vậy đó các bạn. Và ốc chó này á thì là mình là ốc chó thu hoạch tự nhiên nhé, chứ không có qua bất kỳ cái quy trình xử lý hóa chất hay là chất bảo quản nào nha các bạn nhé. Các bạn quan sát kỹ này, hai đầu của quả ốc chó, đây là đầu của quả ốc chó này Chandler này, còn đây là phía cuối của quả ốc chó Chandler. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục quan sát đến dòng ốc chó Harley nha các bạn. Và các bạn thấy nè, dòng ốc chó Harley là có đặc điểm đó là có một đầu nhọn này và một đầu bẹt này các bạn này. Và khi mà để trên cái mặt phẳng nằm ngang á, thì nó đứng rất là vững và gần như là không có thể nào mà nghiêng ngả được nhé, đứng rất là vững. Và có một đặc điểm đó là vỏ của ốc chó Harley nó cũng gần giống như vỏ của ốc chó Chandler, đó là cũng có màu nâu vàng giống như màu gỗ tự nhiên và cũng không hề qua bất kỳ quy trình mà xử lý hóa chất hay là chất bảo quản nào nha các bạn. Và các bạn hãy cùng quan sát hai quả ốc chó của hai dòng nhé. Đây là bên đây là dòng Chandler và bên đây là dòng Harley, các bạn thấy không? Hình dạng rất là khác nhau. Đó. Nhưng mà màu của nó thì cũng tương tự nhau thôi. Gần giống nhau, màu là gần giống nhau. Và cái hai cái loại này thì có cái vỏ của nó cũng khác nhau. Đó là vỏ của cái quả ốc chó Chandler thì sẽ mỏng hơn và dễ tách hơn so với vỏ quả ốc chó Harley. Vỏ quả chó Harley thì hơi cứng hơn so với ốc chó Chandler nha bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ tách vỏ quả ốc chó trực tiếp của hai loại này ra cho các bạn coi trực tiếp, xem ở bên trong nhân của hai loại ốc chó này như thế nào nha. Vì cái vỏ của ốc chó Chandler thì là rất là mỏng nên là rất là dễ tách. Vì vậy cho nên mình sẽ dùng cái móc tách vỏ của ốc chó chuyên dụng như thế này để tách vỏ của ốc chó Chandler nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ tách vỏ của ốc chó Chandler. Mình sẽ hướng dẫn các bạn tách vỏ luôn nha. Các bạn thấy nè, nó có hai đầu, một cái đầu nhọn hơn này và một cái đầu ở dưới này thì bằng hơn. Và nó sẽ có cái khe, bạn thấy có cái khe của quả ốc chó này không? Mình sẽ có khe nứt này. Thì bạn sẽ dùng cái đồ tách vỏ chuyên dụng này, bạn sẽ găm vô cái rãnh này, các bạn thấy không? Nó ngập như thế này. Đó, sau đó các bạn chỉ cần xoay nhẹ là vỏ của ốc chó Chandler sẽ tách ra như vậy. Này các bạn thấy không? Và vỏ ốc chó Chandler rất là mỏng nên là rất là dễ tách nha các bạn. Đó. Bạn thấy không, mình tách ra nó nguyên vẹn như thế này này. Đó, sẽ được hai nửa bằng nhau như thế này. Các bạn thấy không, vỏ lụa rất là vàng và hàng mới, ngon. Và các bạn thấy cái nhân bên trong này có màu trắng này, rất là khô ráo nha các bạn nhé, chứ không hề bị ẩm đầu như cái dòng ốc chó cũ nha các bạn nha. Các bạn quan sát thấy kỹ chưa? Rồi tiếp theo mình sẽ tách cho các bạn sang cái dòng ốc chó Harley nhé. Mà vì cái dòng ốc chó Harley thì vỏ nó hơi cứng hơn xíu, cho nên là nếu mà tách được bằng cái kìm chuyên dụng để tách vỏ của ốc chó như thế này thì sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều nha các bạn nhé. Tuy nhiên là dùng cái móc tách thì cũng được, nhưng mà dùng cái kìm chuyên dụng thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều.
Và các bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn tách vỏ quả ốc chó Halley bằng kìm tách vỏ quả ốc chó chuyên dụng nha. Các bạn quan sát này, quả ốc chó Halley thì mình thấy có hai cái, nó có hai cái khứa hai bên như thế này, hai khứa lằn hai bên như thế này. Thì khi mà chúng ta dùng kìm tách này, chúng ta hãy để cái khứa này này nó nằm sao vuông góc với cái kìm tách vỏ như thế này nha các bạn nhé. Đặt nằm vuông góc như thế này. Sau đó các bạn dùng tay cố định cái quả ốc chó lại. Sau đó chúng ta sẽ dùng tay và bóp và kìm một cái lực vừa đủ để cho quả ốc chó tách ra nhé. Các bạn thấy không? Một lực vừa đủ là nó sẽ tách ra rồi. Đó. Nó tách ra như vậy nè các bạn này. Các bạn quan sát thấy nhân bên trong của quả ốc chó Halley nó như vậy nè các bạn. Như quả ốc chó Halley á, cái nhân của quả ốc chó Halley là cấu trúc nó hơi phức tạp hơn so với quả ốc chó Chandler, vì vậy cho nên khi mà tách ra thì thường nó sẽ không được nguyên vẹn giống như là quả ốc chó Chandler nha các bạn nhé. Các bạn thấy không, nhân bên trong mà khô ráo, hàng rất là mới, không bị ẩm dầu nhé. Mình sẽ ghép lại một cái mảnh để chúng ta có thể quan sát kỹ hơn về cái hình dạng của hai quả ốc chó hai dòng này như thế nào nha các bạn nhé. Nè các bạn quan sát thấy không, đây là dòng Halley, còn đây là dòng Chandler. Đó, có thấy các bạn thấy có sự khác biệt không? Cái nhân của quả ốc chó Chandler thì hai đầu nó gần giống như nhau, hình bầu dục như thế này. Còn cái nhân của quả ốc chó Halley á thì nó gần giống như là cái hình dáng ngoài của quả ốc chó Halley luôn. Nó cũng có một đầu nhọn này và một đầu bẹt. Hai đầu nó không có hề bằng nhau nha các bạn nha. Và cái vỏ lụa của cái quả ốc chó Halley á thì bao giờ nó cũng là màu vàng nâu, nhưng mà nó sẽ sậm hơn so với cái dòng quả ốc chó Chandler một xíu nha các bạn nha. Và bây giờ mình sẽ ăn thử hai loại ốc chó này để cho các bạn có thể hình dung được cái mùi vị của hai cái quả ốc chó này như thế nào nha. Đầu tiên là mình sẽ ăn thử cái quả ốc chó Chandler trước nha các bạn nha. Mình sẽ tách ra là mình sẽ ăn thử, các bạn thấy không, nhân rất là khô ráo, hàng mới. Và mình sẽ ăn thử nha các bạn nha. Cái quả ốc chó Chandler này á, khi chúng ta ăn vào á, thì chúng ta sẽ thấy á, có vị bùi, béo và cũng khá là thơm của vị ốc chó Chandler nha các bạn nha. Và thêm một cái nữa là nếu mà khi mà bạn nào mà ăn mà để ý thật là kỹ thì sẽ thấy có vị hơi chát một xíu thôi của cái vỏ lụa của quả ốc chó Chandler nhé. Nói chung là rất là dễ ăn, bùi béo. Rồi thứ hai á, là mình sẽ miêu tả cho các bạn biết về cái mùi vị của cái quả ốc chó Halley ăn như thế nào nha. Mình sẽ ăn thử quả ốc chó Halley nhé. Quả ốc chó Halley á, thì khi chúng ta ăn vào chúng ta cũng sẽ thấy có vị bùi béo, nhưng mà có vị thơm đặc trưng của quả ốc chó Halley, và có vị ngọt nữa và vị đậm vị ốc chó hơn so với cái dòng Chandler. Và mình xin giới thiệu với các bạn là hai dòng sản phẩm quả ốc chó Chandler của shop. Đây là gói 500g ốc chó Chandler của shop này các bạn này. Và khi mà khách hàng mua quả ốc chó của shop á thì luôn được tặng kèm theo một cái móc tách vỏ chuyên dụng như thế này nha, để cho khách rất là dễ dàng trong việc sử dụng tách vỏ quả ốc chó. Còn tiếp theo là đây là dòng quả ốc chó Halley của shop. Đây là gói 500g nha các bạn, gói 500g như thế này các bạn này. Và shop đang có chương trình khuyến mãi, đó là khi mà khách hàng mà mua 1 kg quả ốc chó Halley trở lên á, thì sẽ được tặng kèm theo một cái kìm tách vỏ quả ốc chó chuyên dụng như thế này nha các bạn.
Rồi tất cả các quý khách hàng nào mà có những cái vấn đề gì mà thắc mắc cần giải đáp thì hãy inbox ngay cho shop, hoặc có thể liên hệ với số điện thoại 0901 444 235 là shop sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc cho các bạn nha. Rồi, cảm ơn các bạn.